Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác tháng 4, sáng ngày mùng 3, các đồng chí thường trực huyện ủy đã về sinh hoạt với chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của thôn. Đồng chí đề nghị chi bộ thôn xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy xã phù hợp với tình hình thực tế của thôn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thông tin đến đảng viên chi bộ Phúc Đức về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 3 tháng đầu năm 2022. Đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Phúc Đức chung sức đồng lòng xây dựng, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt đề án 636 của Huyện ủy, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kết nạp đảng viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền xã Sài Sơn và thôn Phúc Đức quan tâm chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Chi bộ thôn Phúc Đức có 78 đảng viên, trong đó 76 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị, có 20 đảng viên miễn sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe chi bộ thông qua kế hoạch, đề án của Huyện ủy, kế hoạch của Đảng ủy xã về tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kế hoạch của Đảng ủy xã về thực hiện đề án 632 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, trọng tâm là kiểm tra giám sát quản lý, xử lý vi phạm đất đai đến năm 2025. Kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đảng viên trong chi bộ đã phát biểu thảo luận nhiệm vụ trọng tâm trong thôn và kiến nghị huyện một số nội dung về hỗ trợ đầu tư cải tạo một số công trình trong thôn như nhà văn hóa, các tuyến đường đã xuống cấp, việc chậm triển khai các dự án trên địa bàn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Cùng ngày, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến dự sinh hoạt chi bộ thôn Yên Nội thuộc Đảng bộ xã Đồng Quang. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, chi bộ thôn Yên Nội đã ban hành dự thảo nghị quyết đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chi bộ đối với các nhiệm vụ của địa phương trong tháng 3 và đề ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ tháng 4 năm 2022. Đặc biệt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị một số nội dung như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, tu bổ tôn tạo đình làng, văn chỉ, tư chỉ đang xuống cấp, xây dựng thêm nhà văn hóa phục vụ nhu cầu hội họp, vui chơi, giải trí cho nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng quy định, điều lệ đảng của chi bộ thôn Yên Nội. Đồng chí đề nghị cấp ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương. Cấp ủy chính quyền thôn lập hồ sơ hạng mục các di tích đang xuống cấp, trình Ủy ban dân huyện phê duyệt tu bổ tôn tạo. Tiếp tục ra soát quy ước hương ước của thôn để xin ý kiến của nhân dân để chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Ủy ban nhân dân xã bố trí quy hoạch dành quỹ đất xây dựng thêm nhà văn hóa cho địa phương, phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Trên cơ sở kiến nghị của đảng viên trong chi bộ thôn Yên Nội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực giao các phòng ban chuyên môn của huyện cần phối hợp tổ chức làm việc với địa phương ở từng ngành lĩnh vực phụ trách để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Chính phủ về phục hồi phát triển kinh tế thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đặc biệt là việc chính thức mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch cả nước từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Trong thời gian qua, huyện Quốc Oai đã và đang tích cực triển khai các kế hoạch giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Huyện Quốc Oai nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây, là địa phương có nền văn hóa xứ Đoài đặc sắc đa dạng với các làng nghề truyền thống, các di tích danh thắng, loại hình văn hóa phi vật thể nổi tiếng có giá trị văn hóa lịch sử. Trong đó nổi bật là quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn Hoàng Xá Phượng Cách, di tích quốc gia đặc biệt Đỉnh So.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên trong 2 năm trở lại đây, du lịch của huyện chịu ảnh hưởng khá lớn. Số lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến địa bàn huyện giảm mạnh. Vì vậy, chủ trương mở cửa trở lại hoạt động du lịch là rất cần thiết để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trước những khó khăn của đại dịch COVID-19, thì huyện Quốc Oai khi mà có cái chủ trương mở cửa du lịch trở lại, thì trước đó thì huyện cũng đã có cái chủ động để rà soát toàn bộ các cái tiềm năng về phát triển du lịch của huyện. Thì đối với huyện Quốc Oai thì về các cái di tích lịch sử văn hóa thì chúng tôi có là hơn 220 di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã khảo sát, rà soát toàn bộ các cái điểm, địa điểm mà có thể là phát triển được du lịch ở trên địa bàn huyện. Tới đây thì chúng tôi cũng đã tập trung rà soát và chúng tôi mời gọi các cái đơn vị để đầu tư các cái dự án về phát triển du lịch. Thì huyện Quốc Oai của chúng tôi cũng rất là mong được các cái đơn vị, các cái cơ quan giúp đỡ, thế và các cái đơn vị có thể là phối hợp để triển khai các cái dự án du lịch ở trên địa bàn huyện. Qua đánh giá, trên địa bàn huyện hiện nay có tiềm năng về du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch homestay. Bên cạnh đó, huyện có các điểm du lịch tiêu biểu hàng năm đón hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, như cụm di tích danh thắng Chùa Thầy ở xã Sài Sơn, di tích Đình So ở xã Cộng Hòa, khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội. Đây là lần đầu tiên thì em đến cái khu vui chơi này, thì em lần đầu tiên em đi vào đây em thấy rất là thích, vì là thấy cây xanh rất là nhiều và rất là không khí rất là trong lành, thoáng mát và có cái khu vui chơi cho trẻ con. Con nhà em thì rất là thích. Anh hôm nay là lần đầu tiên được đặt chân xuống đất Hà Nội và anh được anh chị và cô Tư Nữ Hành đưa đi chơi và tham quan đất Hà Nội cùng với tất cả anh chị cho nửa du lịch của mình. Là em cảm thấy hôm nay là cái thứ nhất là một cái rất là vinh dự cho mình và đưa đi tham quan và để cho mình hồi hộp và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà về mà du lịch em cảm thấy rất là vui và được trải nghiệm khám phá nhiều thứ. Và em cảm thấy hôm nay chùa của mình tại Thánh hay Thánh nó rất là đặc biệt so với bao nhiêu chùa khác bình thường này như là trẻ em ạ. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch, Quốc Oai là huyện ngoại thành được Sở Du lịch thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong những địa điểm hấp dẫn để giới thiệu quảng bá khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan. Thì chúng tôi đã có ban hành thành phố, đã tham mưu cho thành phố ban hành kế hoạch số 73 là về triển khai cái sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, là chúng tôi sẽ tập trung là du lịch ở ven đô để thu hút khách của chúng tôi đi du lịch trong ngắn ngày, có thể lựa chọn vào những ngày cuối tuần, một ngày hoặc hai ngày. Thì chúng tôi sẽ tạo ra cái sản phẩm liên kết giữa các địa phương như trong vùng trung tâm Hà Nội kết hợp với ngoại thành, thì có thể là chỗ Quốc Oai, chỗ Sơn Tây Ba Vì, chỗ Thạch Thất, chỗ Mỹ Đức và chỗ Sóc Sơn là một trong những các địa phương mà chúng tôi xác định trọng tâm trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh các cái sản phẩm du lịch là thế mạnh của địa phương. Thì đối với khu du lịch Tuần Châu ở đây thì chúng ta đang đứng, thì về cự ly thì cách trung tâm thủ đô của chúng ta là khoảng độ là 16 km, thì với cái thời gian di chuyển bằng ô tô thì mất khoảng 30 phút. Thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là rất phù hợp cho cái việc mà du khách có thể đi trải nghiệm trong ngày, sáng đi và tối về, hoặc là có thể đi du lịch kết hợp là với cả trên Sơn Tây Ba Vì để tạo thành một cái chuỗi sản phẩm du lịch. Đi Quốc Oai lần này tôi cũng thấy có rất là ngạc nhiên, vì trước đây thì công ty cũng đã tổ chức các đoàn khách về với Quốc Oai rồi, ví dụ như là điểm du lịch chính là ở Chùa Thầy đã đi rất nhiều. Thế tuy nhiên thời gian này hôm nay đi chúng tôi ngạc nhiên, bởi vì thứ nhất là ở Quốc Oai đã có cái sự kết hợp giữa du lịch tâm linh với du lịch văn hóa, đặc biệt lại thêm có cái du lịch về trải nghiệm. Và đấy là một cái xu thế mà chúng tôi đang thấy là khách đang rất cần, và bản thân các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi cũng đang rất cần những sản phẩm như thế này. Thì với lượng khách đến Quốc Oai thì chúng tôi thường như tập trung vào chính là hai đối tượng. Một đối tượng là du khách ở trong nội thành Hà Nội và các khu vực huyện lân cận. Thứ hai là lượng du khách ngoại tỉnh, đặc biệt du khách ngoại tỉnh về Hà Nội rất nhiều và đang thiếu mất một cái không gian để có thể mà
tăng cái thời gian lưu trú ở Hà Nội. Thế thì Quốc Oai là một cái điểm mang tính chất là vừa kết hợp được du lịch về tâm linh, du lịch về văn hóa và bây giờ lại có thêm trải nghiệm và vui chơi, cũng như là ví dụ như khu vực ở Tuần Châu Quốc Oai này cũng là một cái điểm rất hấp dẫn. Du khách có thể vui chơi, có thể giải trí, lại có thể trải nghiệm những cái văn hóa về đồng quê, khôi phục lại những cái hình ảnh của làng quê Bắc Bộ. Thì đây là một điều rất đáng quý, bởi vì vừa cái đối tượng là gia đình cũng có thể đi được, đối tượng là các doanh nghiệp đoàn thể lớn tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp, cho cán bộ nhân viên cũng được, mà các chương trình cho các cháu học sinh trải nghiệm cũng rất phù hợp. Tôi cho rằng là với sản phẩm như thế này thì Quốc Oai sẽ có thêm là một cái điểm đến lựa chọn nữa cho du khách khi đến Hà Nội. Trong thời gian tới, huyện tập trung ưu tiên thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, làng nghề nhằm nâng cao chất lượng du lịch, xây dựng thương hiệu, tăng cường khả năng cạnh tranh cho các khu điểm du lịch trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá khu du lịch, điểm du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố ban hành. Phát triển đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, mở rộng hướng phát triển du lịch theo các mô hình, du lịch văn hóa lịch sử gắn với tâm linh tín ngưỡng, du lịch sinh thái với sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làng nghề, du lịch sinh thái kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng mô hình trang trại kết hợp với du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, huyện cũng đặt ra một số giải pháp chủ yếu để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, như đảm bảo an toàn tại các điểm đến và khách du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, tăng cường các hoạt động quảng bá xúc tiến thu hút khách du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp người lao động lĩnh vực du lịch, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đón khách du lịch quốc tế. Với hình ảnh của huyện là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, huyện Quốc Oai sẵn sàng bứt phá, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch, phấn đấu là ngành có dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Để đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, đón và phục vụ từ 1,5 đến 2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có từ 70 đến 100.000 lượt khách du lịch quốc tế. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.